Trung Quốc ngưng nhập thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị theo VN Express. Lo ngại Covid-19, Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 26 tháng 1 năm sau, sáng ngày 29 tháng 12, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafood cho biết 4 mã thanh long Bình Thuận, 2 mã của Long An bị cơ quan chức năng thành phố Bằng Tường, Trung Quốc ngừng thông quan. Nguyên nhân theo hải quan Bằng Tường là họ phát hiện một mẫu thanh long về cảng thành phố Bằng Tường từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 12 dương tính với Covid-19. Do vậy, phía hải quan Bằng Tường quyết định hủy bỏ, không tiếp nhận lô hàng này. Đồng thời, Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam từ 0 giờ ngày 29 tháng 12 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1 2022. Sau khi hết hạn trên, Bằng Tường sẽ tự động cho hàng nhập khẩu trở lại. Theo ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, thông tin tạm dừng thông quan mới chỉ xuất phát từ phía nội bộ hải quan Trung Quốc. Chính quyền nước này chưa gửi thông báo chính thức về việc tạm dừng này cho Việt Nam. Hôm nay ngày 29 tháng 5, xe thanh long vẫn túc tắc thông quan được. Tuy nhiên, ông cho biết tình hình thông quan chung là cực kỳ khó khăn. Với tất cả các mặt hàng, không riêng gì thanh long, do phía Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Theo thông tin, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn nắm được chiều ngày 28 tháng 12, tổng số xe thanh long chở xuất khẩu trong bãi Bảo Nguyên là 462 xe, số xe thực hiện khai báo chờ xuất là 48. Đến trưa ngày 29 tháng 12, ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận cho biết ước chừng 400 xe chở thanh long đã quay đầu khỏi cửa khẩu Hữu Nghị. Đây là cửa khẩu đứng thứ hai về lượng thanh long xuất sang Trung Quốc, chiếm khoảng 5%. Ông Hoàng nói cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, nơi 90% lượng thanh long đi sang Trung Quốc đã bị dừng thông quan trước đó. Các doanh nghiệp sẽ thiệt hại khoảng 30% giá trị thương phẩm vì quyết định tạm dừng nhập khẩu của Trung Quốc. Ông Hoàng nói, để phần nào bớt lỗ, số hàng hóa này sẽ được bán xá không đóng bao bì tại Hà Nội với giá khoảng 2.500 đồng mỗi kg, tức khoảng 10% của giá trị ban đầu của hàng hóa tính cả bao bì. Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thúc đẩy hội đàm phán với chính quyền phía bạn để tháo gỡ hết ngày 28 tháng 12 lượng xe tồn tại của ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma của Lạng Sơn là 3.838 xe, giảm 154 xe so với một ngày trước đó. Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết nguyên nhân chính do thời gian chờ đợi lâu, các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp chủ hàng lựa chọn phương pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí. Một số xe chở mít, dưa hấu đã quay đầu về Hà Nội bán giá rẻ để cố gắng vớt vát. Theo ghi nhận của VNFS, tại một số điểm, mít Thái, Tiền Giang được bán giá 8.000 đến 15.000 đồng trên 1 kg, trong khi bình thường là 30.000 đến 40.000 đồng trên 1 kg. Giá mua tại vườn các loại nông sản này ở miền Tây, Tây Nguyên cũng bị ảnh hưởng khi rớt giá còn vài nghìn đồng trên 1 kg, như mít được thương lái mua với giá 4-5.000 đồng trên 1 kg thay vì là 10 đến 12.000 đồng trên 1 kg. Dưa hấu, thanh long 8.000 đồng trên 1 kg xuống còn 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 kg. Trên thực tế, thời gian để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp khi tìm đường tiêu thụ cho số thanh long này không có nhiều, bởi một quả thanh long từ lúc đóng gói vào vận chuyển đến tay người tiêu dùng chỉ duy nhất được tươi ngon trong một tháng, trong khi trước đó hàng hóa đã mất 3 ngày để lên đến cửa khẩu và một số ngày để chờ đợi thông quan. Hơn một tháng nay, hàng hóa nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc đã bị ùn ứ kéo dài tại các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn do nước này siết chặt các biện pháp phòng chống Covid-19. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin vui lòng nhấn đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.